hỏi 6 câu trong bài Xé Sâu Nhau. Gặm thấy cuộc đời sắt tay nhau đến bãi tha ma, gió Á mưa Âu bùng sấm dậy. Hải hùng tranh chiến xé sâu nhau, hồng trần trở lại màn u ám, khắp cả chúng sanh nhuộm máu đào. Kính mời chú Dương Đạo chia sẻ. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý đồng đạo. Tôi xin chia sẻ 6 câu bài Xé Sâu Nhau. Gẫm thấy cuộc đời xô xát mãi, dắt tay nhau đến bãi tha ma, gió Á mưa Âu bùng sấm dậy. Hải hùng tranh chiến xé sâu nhau, hồng trần trở lại màn u ám, khắp cả chúng sanh nhuộm máu đào. Kính thưa toàn thể quý vị đạo, thì cái này đức thầy nói cũng rõ rồi, nhưng mà quý vị đưa lên thì mình cũng chia sẻ theo cái hiểu biết. Gẫm tức là suy xét mà thấy cái cuộc đời xô xát mãi, tức là cái đấu tranh giành giật xâu xé lẫn nhau, vì cái lòng tham thôi. Tức là Đức Thầy nói, nếu mà xô xát mãi như thế này, tranh đấu giành giật như thế này, thì dắt tay nhau đến bãi tha ma. Bãi tha ma là nghĩa địa, đến nghĩa địa là đi tìm tới cái chỗ cái chết không ạ, chứ chứ không có tìm cái lẽ sống mà đi tìm cái chết. Gió Á mưa Âu bùng sấm dậy. Gió Á mưa Âu là cái Âu Á cái chiến tranh nó xảy ra, chiến tranh cái lúc đệ nhị thế chiến đó, chiến tranh của là Âu Châu đánh với Á Châu, Nhật Đức Ý đánh với Nga Tàu Anh Mỹ. Cho nên là gió Á mưa Âu bùng sấm dậy. Bùng sấm dậy tức là chiến tranh bùng nổ. Hải hùng tranh chiến xé sâu nhau. Hải hùng là nó rất là khủng khiếp, chiến tranh này nó rất khủng khiếp, là để xé sâu nhau để giành giật, để mà tranh quyền đoạt lợi với nhau. Hồng trần trở lại màn u ám. Hồng trần là cái cõi chúng ta đang ở, gọi là hồng trần là bụi đỏ, là cõi đời đầy đau khổ nhớp nhơ. Hồng trần trở lại màn u ám. Màn u ám là tối tăm, không có cái ánh sáng, nghĩa là cái cuộc sống của nhân loại nó không có ngày mai, bởi vì chiến tranh mà không biết là cái sống chết nó như thế nào. Cho nên là Đức Thầy mới nói là hồng trần trở lại màn u ám. U ám là màn tối tăm, không, cái tương lai không có, cái ngày mai chưa biết ra sao nữa. Khắp cả chúng sanh nhuộm máu đào. Khắp cả chúng sanh là chúng sanh là ở đây là chỉ cho nhân loại chúng sanh, mà nói chúng sanh thì nói đủ cho bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Nhưng mà ở đây Đức Thầy muốn nói chúng sanh là nhân loại. Nhuộm máu đào là máu đỏ, tức là máu nó đổ, máu đổ thịt rơi đó, thì tức là cái máu đỏ sẽ bị tuôn chảy. Thì khắp cả chúng sanh nhuộm máu đào. Thì ở nơi đây cái bài này đó, thì Đức Thầy nói tuy rằng ở đệ nhị thế chiến, nhưng mà cũng nói luôn cho cái đệ tam thế chiến. Bởi vì đệ nhị thế chiến đó, nó mới đánh với nhau. Là bây giờ Đức Thầy lại nói là khắp cả chúng sanh nhuộm máu đào, thì đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Như vậy thì ở đây Đức Thầy tiên tri luôn cái đệ tam thế chiến nó sẽ xảy ra trong tương lai, là khắp cả chúng sanh nhuộm máu đào, là máu đỏ đó. Máu em đầu rơi, máu tuôn chảy, máu đỏ nó tuôn chảy. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, cái sự hiểu biết của tôi qua 6 cái câu trên, thì tôi trình bày vừa xong. Bây giờ xin tạm biệt tại Đà Xa và mời các vị khác lên góp ý thêm ha.